Dù béo chạy được. Ui rồi. Ui. Ui. Láo chưa? Thẻ đỏ anh em không? Thẻ đỏ. Để mẹ xem rút thẻ đỏ cái nào. Đi đấy. Đỏ không? Ơ đi thẻ vàng ạ. Đù mẹ. Rồi ôi, nhà bóng ông kia. Gulit, một đường kiến tạo. Kaka, ui rồi, Kaka kìa. Còn một mình một gôn và ông cho cái cột dọc. Đấy. Kỹ viện. Dô béo. Nhiều thế. Dù béo. Cái của mới ra khác. Hai trái cho dù béo. Ui, mẹ. Cũng kinh thế. Ui, Gulit kìa. Chạy ra dù béo á. Dù béo của chúng tôi. Ui, mẹ ông đóng kìa. Đóng kiểu cục vẽ rồi. Đã quen cái chiến thuật đấy rồi. Dù béo chạy được. Ui rồi. Ui. Láo chưa? Thẻ đỏ anh em không? Cái đó để mẹ xem rút thẻ đỏ cái nào. Gì đấy. Đỏ không? Ơ đi thẻ vàng ạ. Đù mẹ. Đá thế rồi. Bố mới trả lại nhá. Thì sao game vẽ luôn. Cầm lại các nhầm. Béo. Ui. Chạy thoáng nhỉ. Ui. À láo. Hiền thế. Mẹ không vào. Tôm gần hết đều rồi. Chết rồi, chết rồi. Cứ bài cũ mà chơi rồi. Bóng ảo vãi cả trường cơ thể.
thế này cho cái thế em hiểu clip ông làm gì. Em béo tự dưng đang chạy ngã mẹ lại. Khắc hả? Gulit. Đó là sức mạnh của Gulit. Đấy rồi, quả hay quá. Nếu đã, anh đã bàn phím thì dùng mấy con đấy nó hơi phí. Dét đi phát à? Ui, trời ơi, ca ca kìa. Giảm sao xuống 4 sao nhưng mà KK lại được tăng 2 chỉ số. Quả nữa này. Đúng ạ. Sợ ngay. Ôi chí bắt đại. Sao chống được mấy quả phạt góc của tôi được chứ. Quay ra. Gulit. Ok, anh cũng tiện đặt đây, em thấy tin nhắn rồi nhá. Hay quá. Lít nó đá như chí phèo, nào người đá khó chịu. Lít công nhận. Rồi, đó. Ơi, đây là quả quý hấp lưu. Tí quá. Hay quá nhở, mẹ ba lách kìa. Kulibali à? Kulibali với chúng tôi à? Kulibali với chúng tôi à? Và đây bẹo. Mẹ béo tì quá tốt phết nhở. Con Kulibali tì quá đấy mà béo không ngã. Hạ khả. Để các đồ khắc khả. Vô lít. Hay quá. Ui trời ơi. Còn chưa để lên cam nên là chưa biết là mình đóng góp cho mặt trận tấn công của Black như nào. Điều. Phải cao tạt kìa. Hay vãi. Kaka. Đi được không Kaka? Đi được không Kaka? Hay quá Kaka ơi. Ui. Ui. I like. Cả. Đồ béo. Ui.
là phụ học bản địa thì thôi, khỏi bàn. Quá béo. Ôi trời ơi, đồ béo kìa. Like.